Quý khán giả đang theo dõi chương trình Văn học nghệ thuật hải ngoại do anh Võ Văn Bằng và Bitty phụ trách. Kính thưa quý vị, và nãy giờ thì chúng ta đang cái mùa hiếu hạnh, mùa Vu Lan, thì tất cả những người con Phật cũng như là những người dân Việt ở khắp nơi trên thế giới đang đón mừng lễ Vu Lan cũng như là đang làm những cái gì để hiếu đạo đối với những bậc sinh thành của chúng ta. Và nãy giờ thì quý vị đang theo dõi chúng tôi đang nói về thuyết của nhà Phật, một phần ở trong cái thơ của Nguyễn Du cũng như là Chiêu Hồn Tử Sĩ, bài văn tế của Nguyễn Du. Và anh Võ Văn Bằng cũng đã giới thiệu giải thích là những cái câu mà Bitty thắc mắc, chẳng hạn như nước Tịnh Bình. Rồi bây giờ thì xin mời quý vị theo dõi tiếp theo là anh Bằng có thể giải thích cho Bitty và các quý vị nghe là cái trong này có câu là phép Phật như thế anh, phép Phật nhiệm màu, tức là phép Phật như thế nào? Dạ, dạ. Dạ. Thưa chị, cảm ơn cô. Dạ, thưa thì mỗi lần mà giải thích như vậy thì có lẽ là khi mà soạn bài thì chúng tôi cũng phải nghiên cứu. Bây giờ nói cái phép Phật thì nói cũng rất là dông dài. Thì chúng tôi cũng xin tóm tắt. Cái phép Phật thì không phải là cái chuyện mà phù phép, mà cái phép này là cái phương pháp. Thành ra giờ trong cái nhà Phật, trong cái giáo lý của nhà Phật là có rất là nhiều. Có 84,000 pháp môn. Dạ, thì giờ cái pháp môn đó thì tùy theo cái căn cơ của chúng sanh mà thâm nhập cái kinh đó để mà được giải thoát. Thì chúng tôi cũng xin ví dụ như thế này dễ hiểu. Dạ, chúng giống như là một cái đám mưa, gọi là pháp vụ đó. Thì khi mà giờ mưa nó rơi xuống thì tất cả lùm cây ở đâu cũng có thể hấp thụ được. Nhưng mà cái hấp thụ đó giờ tùy theo cái rễ. Cái cây đại thụ thì rễ lớn thì hấp thụ được nước nhiều. Những cái cây nhỏ là có cây lùm rừng thì những cái rễ nó nhỏ thì nó hấp thụ được ít. Thì nhưng mà khi mà đã hấp thụ được thì cây cối đều sống vươn lên cả. Thì đó là cái sự giải thoát được. Thành thử trong cái giáo lý Phật giáo thì nó rất là đồng điệu. Khi mà trận mưa nó đến thì tất cả cái rễ nhỏ rễ lớn toàn là hấp thụ được. Cho nên trong cái danh từ của Phật pháp gọi là cái căn cơ của chúng sinh. Thì giờ hay nhất là cũng tùy theo cái căn cơ của chúng sinh mà độ, chứ không phải là chúng ta cần phải là thiên kinh vạn quyển mới là được là một Phật tử, mới là học được kinh kệ Phật rất giỏi. Và thưa giờ không phải như vậy. Thì chúng ta cũng từ tốn, tùy theo cái khả năng, tức là tùy theo căn cơ của chúng ta. Căn cơ ít thì hấp thụ được ít, căn cơ nhiều thì hấp thụ được nhiều. Thì giờ theo cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam thì cái phép Phật thì như quý vị cũng đã biết, chúng ta có rất nhiều 84,000, nhưng mà giờ thông thường thì chúng ta tu thiền, tức là tu thiền định hay là tu về tịnh độ, nhất là cái tịnh độ là cái mà giờ cái truyền thống mà có từ xưa nay mà rất là hay, tức nghĩa là cái phương pháp niệm Phật, niệm Đức A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật để mà được vãng sanh về cực lạc. Thì giờ thưa quý vị, nghe là rất đơn giản, nhưng mà giờ thưa nó đi từ cái mê, cái đơn giản cho đến một cái siêu vô cùng. Thì giờ cái đây là cái lời Đức Phật dạy trong kinh Pháp Hoa, trong cái phẩm Phổ Môn thì khi mà niệm Đức Phật thì chúng ta vãng sanh được. Thì chúng ta thấy nó dễ dàng như vậy, nhưng mà giờ thưa không phải vậy đâu. Là phải có một cái thời gian luyện tập niệm A Di Đà Phật luôn luôn như vậy. Thì đến cái giờ phút mà lâm chung thì khi đó thì có lẽ là chúng ta nào là sợ sệt này, nào là lo lắng đủ thứ, nhưng mà cái tâm chúng ta tịnh được, tức là nhờ đến cái Phật mà chúng ta tịnh được đó. Thì khi mà tịnh thì có trí, có huệ nó phát triển, cho nên chúng ta nó biết được cái khi mà tịnh được khi mà niệm A Di Đà tịnh được thì chúng ta giống như là chúng ta cái Di Đà tự tịnh, chúng ta huấn tập, chúng ta luyện cái Di Đà sẵn có ở trong mình, cũng giống như Đức Phật nói ai cũng có Phật cả. Đó. Thì khi mà chúng ta luyện được cái Di Đà tự tánh ở trong mình thì chúng ta sẽ bắt gặp một Di Đà ở một thế giới nào đó. Dạ, cũng như là quý vị có cái
cái phone chẳng hạn, cái cell phone chẳng hạn, thì khi mà giờ có một cái tầng độ số Ajida, tức là chúng ta biết được bạn bè ở Việt Nam, bất kỳ ở nào trên thế giới, chúng ta biết được cái số phone chúng ta gọi phần đến, nghĩa là có thể cảm phản ứng, cái cảm ứng tùy thời hiện đó. Thì giờ thưa cái triết lý của Phật giáo giờ không phải là rất là hay, chứ không phải là chúng ta niệm Ajida mà giờ được Ajida đến để đón tiếp nhận, giờ thưa không phải như vậy. Nhưng mà được là được như thế này, khi một cái luồng điện ấy, cái từ tánh của Ajida đến và chúng ta bắt gặp thì chúng ta sẽ đi rất liền liền. Dạ, thì giờ có một câu như thế này, giờ thưa cô rất hay: nhất cụ Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đảo Tây Phương. Nghĩa là thưa giờ chỉ niệm một cụ Di Đà thôi, thì giống như chúng ta lấy cái đàn, cái tay chúng ta gậy một cái đàn, gọi là giờ đến Tây Phương liền. Nhớ cô thấy câu đó cô rất hay. Câu đó hay lắm, thưa anh ạ. Dạ. Dạ. Giống như là mình, ví dụ như mà chúng ta ở cõi trận này ấy, thì một giờ thì nó mình thấy nó mau lắm phải không thưa? Dạ, anh? Dạ. Dạ. Nhưng dạ, mà ví dụ như mình đi lên trên cõi tiên mình ở rồi, anh thấy ạ, thì như là em có nghe nói là trong cái thuyết nhà Phật nói đó, là chẳng hạn chúng ta sống một khắc ấy, thì bằng dưới này á, bằng là coi như là cả ngàn năm. À dạ, thì một khắc ở dưới đây bằng ngàn năm ở trên dạ. Dạ. Thành ra giờ thưa cô, thưa quý vị như thế này. Chúng ta thấy cái phương pháp mà giờ niệm Phật A-di-đà thì mới nhìn qua, hoặc là chúng ta không hiểu một cách thầm thầm thì chúng ta trở nên mê tín dị đoan lắm. Chúng ta cố gắng niệm 10 tiếng thì Đức Di Đà đến mà tiếp dật. Thì chúng tôi nghĩ chắc không phải như vậy, mà nếu như có sai xin các vị tôn tục chỉ vẽ cho. Chứ giờ thưa giờ vì Di Đà giờ thưa giờ cũng phải là có cái hiện thân mà đi giữa đường như vậy đâu. Dạ, cái Phật cũng có đi ngoài đường như vậy đâu, nhưng mà đi cái Phật là cái tâm Phật, cái tâm thức của Phật đó. Thành ra đôi khi mình quá mê tín dị đoan, hoặc là có thì mình thấy khi mà mình sắp lâm chung rồi thấy có một cái ông Phật Di Đà hoặc là ngài Địa Tạng Bồ Tát đi đến để rước mình, thì giờ thứ đó là đó có thể là ma chứ không phải Phật được. Là vì ở cái thế gian này người ta có một câu á, Phật là chỉ một chút thôi mà ma một trường, tức là cái câu Phật cao nhất xích ma cao nhất trường. Dạ thưa cô. Dạ. Dạ thưa anh, còn xin anh giải thích thêm cái sự tương quan giữa đạo Phật với là đạo Hiếu như thế nào thưa anh? Dạ. À dạ thưa, giờ có một cái giờ rất là hay. Ê, thì cái đạo Phật với đạo Hiếu ngay giờ cái này giờ cái lời Đức Phật nói. Dạ, Đức Phật nói là phù mẫu tài đường như Phật tài thế. Hay nói một cách trước của văn chương nữa là sinh thời cũng gặp Phật, thờ cha mẹ tức là thờ Phật vậy. Là vì cái đầu Hiếu thì đầu Phật thì tương đương với nhau. Nghĩa là Đức Phật á, khi mà giờ có cái sự tích như thế này, khi Đức Phật đi khất thực cùng một đoàn tùy tùng, thì khi mà đi gặp một cái đống xương á, thì Đức Phật đảnh lễ và bảo với đoàn tùy tùng đó, đó là xương của cha mẹ chúng ta từ vô lượng kiếp. Là khi mà vì trong Phật giáo quan niệm á, cái cha mẹ sinh tiền hiện tiền, nhưng mà có cái cha mẹ từ cái muôn lượng kiếp, vì chúng ta ở trong cái vòng luân hồi sinh tử, cho nên cha mẹ đa sinh phù mẫu cha mẹ chúng ta rất nhiều. Và Đức Phật khi mà đã nhập cuộc vào thế ở đây cũng có cái những cha mẹ ấy, và cha mẹ trong nhiều kiếp, chứ Đức Phật rất đảnh lễ. Cho nên cái đặc biệt nhất á, là đầu Hiếu về đầu Phật á, là cũng cần giống như là Đức Phật bảo rằng là sanh thời không gặp Phật thì chúng ta thờ Phật, tức thờ cha mẹ, tức thờ Phật vậy. Thế cho nên rất là hay, ngay đôi khi cái đạo ông bà mà chúng ta cũng kính dường cha mẹ để mà cái đầu Hiếu, để mà giữ trong đầu Hiếu cũng là chúng ta là một tín đồ của Phật giáo. Dạ thưa cô. Dạ. Dạ vâng. Và bởi vì mùa Vu Lan á, thành ra em dạ, dạ, rất là hay, dạ, nhắc dạ. đến cái đạo Hiếu với đạo Phật đó, nó dạ. có sự tương quan dạ. lẫn nhau như vậy, phải không anh? Dạ, dạ. dạ. Thế cả, bây giờ xin mời anh tiếp tục. Dạ, thưa thì cũng nói về... hơn nữa là đó là nói riêng, nhưng mà giờ vì cái người mà Phật tử á, là có cái chịu nhiều cái ơn à, ngoài cái ơn của dân, của cha mẹ, của gia đình rồi á, là giờ có cái ơn của quốc gia xã hội.
Dạ, thưa cô và thưa quý vị, là hơn ai hết khi mà chúng ta được qua đây, chúng ta được còn sống thì biết bao nhiêu những cái anh hùng tử sĩ trong cái vụ mà trong cái chiến tranh Việt Nam đã chết đi để mà cho chúng ta được sống. Cho nên chúng ta phải biết ơn, và cũng giống như quý vị đã biết rằng là gần đây biết trong cái ba trong cái năm 1975 ngày 30 tháng 4 mà ngày cộng sản nó cưỡng chiến ở miền Nam Việt Nam, thì như quý vị đã biết biết bao nhiêu những cái vị tướng lãnh, năm vị sáu vị tướng lãnh đã tuần tiết đó, và trong đó có chúng tôi cũng xin nhắc lại là thiếu tướng Phạm Văn Phú, thiếu tướng Nguyễn Khoan Nam, trung tướng Lê Văn Hưng, trung tướng Trần Văn Hai, trung tướng Trần Văn Vị, và có rất cả những vị đại tá, những vị sĩ quan đại tá đã từ tuần tiết vì không thể rằng là sống được khi mà cái trách nhiệm của các vị ấy không thể nào mà sống được để nhìn dưới cái chế độ của cộng sản. Thì giờ không phải những vị tướng đó mà còn những vị tá, còn vì những cái vị úy, còn những cái vị ngay những cái binh sĩ đã tự nhiên có những cái sự mà tuần tiết tập thể. Từ những năm anh em khi mà nghe tin bị Sài Gòn bị chiếm thì giờ tự nhiên mở luôn đang ra chết đó, thì đó là nói tóm lại thì trong cái 75 á, có những cái anh hùng hữu danh, có những anh hùng vô danh, thì giờ thương giờ cũng giống như nhau cả. Sợ gì mà có những vị tướng chết thì lẽ nhưng chúng ta biết cũng có thể xác đó, cũng có cái kia, cho nên có những cái vị anh hùng vô danh mà chúng ta không biết được. Thành ra giờ thưa cũng có những cái chúng tôi nhớ khi đi học đó, cũng có học tập đọc học thuộc lòng đó, có cái bài giờ thưa chiến sĩ vô danh. Giờ tôi cũng lương tiện cũng nhờ cô. Dạ thưa, cái bài anh hùng vô danh của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, tức là có biệt hiệu là Đằng Phương Nguyễn Ngọc Huy. Dạ thưa, là cái bài này Bích Thi rất là thích, tại vì như anh Bằng nói là hầu như cái tuổi mà còn nhỏ, học dưới trung học đó, là các em đều thuộc cái bài này cả. Và Bích Thi cũng như vậy, cũng biết cái bài này qua các thầy cô giáo đã cho học thuộc lòng trong lớp nữa, mà hồi lâu lắm rồi. Dạ, và cái bài này Bích Thi cũng đã được hân hạnh ngâm lên một vài lần trong cái chương trình tưởng niệm giáo sư Nguyễn Ngọc Huy tại quận Cam này. Và ngày xưa Bích Thi ở bên Oklahoma, Bích Thi cũng có ngâm cái bài thơ này nữa. Và ban tổ chức cũng thích cái bài thơ này, bởi vì đây là một cái bài rất là nổi tiếng và đã đi vào lịch sử văn học của Việt Nam của chúng ta cho đến ngày hôm nay. Thưa quý vị, và xin kính mời quý vị thưởng thức cái bài thơ Anh hùng vô danh của Đằng Phương Nguyễn Ngọc Huy sau đây. Họ là những anh hùng không tên tuổi, sống âm thầm trong bóng tối mênh mông, không bao giờ được hưởng ánh vinh quang, nhưng can đảm và tận tình giúp nước. Họ là kẻ muôn nghìn năm thuở trước đã phá rừng xẻ núi lấp đồng sâu và làm cho những đất cát hoang vu biến thành một dải sơn hà gầm vóc. Họ là kẻ không nài đường hiểm học, không ngại xa hăng hái vượt trường sơn, để âm thầm chuẩn bị giữa cô đơn. Cực nam tiến mở giang sơn lớn rộng, họ là kẻ khi quê hương chiến động, dưới gót giày của những kẻ xâm lăng đã xông vào khói lửa quyết liều thân để bảo vệ tự do
cho Tổ quốc. Trong chiến đấu hôm nay muốn khó nhọc, cười hiểm nguy bất chấp nổi gian nan. Người thất cơ thành thịt nát xương tan, những kẻ sống lòng son không biến chuyển. Và đến lúc nước nhà vui thoát hiểm, quyết khắc từ lợi lộc với vinh hoa, họ bốn gươm quay lại chốn quê nhà để sống lại cuộc đời trong bóng tối. Họ là những kẻ anh hùng không tên tuổi, trong loạn ly như giữa lúc thanh bình, bền một lòng dũng cảm chí hy sinh, dâng đất nước cả cuộc đời trong sạch. Tuy công nghiệp không ghi trong sử sách, tuy bán vàng bia đá chẳng để tên, tuy mồ hoang siêu lạc dưới trời quên, không ai đến khấn nguyện dâng lễ vật, nhưng bóng họ đã lên vào mặt đất. Thịt và xương trộn lẫn với non sông, và anh hồn chung với tâm trung trinh đã hòa hợp làm linh hồn giống Việt. Dạ, xin cảm ơn cô rất nhiều. Dạ, hôm nay thì dạ, cô đã đem lời ca tiếng hát để mà dạ, phụng sự cho chúng sanh, tức là cũng dường Đức Phật. Thì chúng tôi cũng sắp hết giờ, chúng tôi cũng xin tóm tắt từ đất nước của chúng ta, từ tiền sử cũng như hậu sử cũng như bây giờ, dạ thưa dạ, chết rất nhiều. Dạ, cho nên có lẽ là những cái vong hồn đó là vì họ uất ức đấy, những cái nề kia có lẽ đã chưa siêu thoát được. Cho nên đứng về phương diện tôn giáo, nhất là quý vị đã nghe rằng là sau khi cái ngày 30/4/75 á, và thưa giờ tôi cũng có ghi chép ở trong cái tờ báo đó, tất nhiên là cái Đức Hòa Thượng, tức là Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, tất nhiên là Thích Quảng Độ đã can đảm nói lên rằng lấy cái ngày 30/4/1975 là ngày để cho toàn dân sám hối. Toàn dân tức là cả Bắc cả Trung đó. Thì khi đứng cái quan niệm của Phật giáo, quan niệm của Công giáo cũng như quan niệm tất cả, khi mà đã nằm xuống thì những cái vong hồn đó nó cũng siêu thoát. Cho nên phải sám hối. Thì chúng ta sám hối không phải là chúng ta tội lỗi, nhưng mà sám hối đem cái công đức của chúng ta để mà cầu siêu cho tất cả những người đó được siêu thoát. Đó là một cái cộng nghiệp của chúng sanh. Và xin kính chào quý vị. Dạ vâng, cảm ơn anh Võ Văn Bằng. Ngày hôm nay anh cũng đã giải thích rất nhiều cho quý khán giả, như là nhất là cho Bích Ti biết về vấn đề, phải nói chúng ta hơi đào sâu về phía bên về đạo Phật cũng như là đạo hiếu, thưa anh. Dạ, và Bích Ti mong rằng chương trình này sẽ đem lại một cái gì hạnh phúc, an bình trong tâm hồn của tất cả quý khán giả đang nghe chương trình. Và chương trình Văn Học Nghệ Thuật Hải Ngoại xin đến đây tạm ngừng tiếng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Xin kính chào tạm biệt.